Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Mỗi khi anh em đi ra ngoài uống nước chẳng hạn, chúng ta ra những cái địa điểm uống nước như Starbucks này, The Coffee House này và một số nơi nữa, thì anh em sẽ thấy được là một số bạn trẻ sẽ mang ra những cái sản phẩm laptop để có thể sử dụng được ở ngoài trời là làm việc này hoặc là một số những cái công việc khác. Và khi mà anh em nhìn thấy ấy, chỉ khoảng là đến 30% là sử dụng laptop Windows thôi, còn lại đa số thì đều sử dụng những cái sản phẩm liên quan đến Apple, đặc biệt là sử dụng MacBook. Vậy thì lý do nào khiến cho những cái sản phẩm như MacBook này, đồ của Apple lại xuất hiện nhiều ở những cái nơi như vậy? Thì trước tiên thì chúng ta hãy đề cập đến một cái khía cạnh của sản phẩm đi. Khi mà anh em nhìn vào sản phẩm của Apple thì cái điều đầu tiên anh em nhìn thấy được đây là logo của quả táo. Chắc chắn luôn, quả táo cắn dở đã trở thành một thương hiệu rồi. Mỗi khi một sản phẩm mới ra mắt này, bất kể một sản phẩm nào của Apple thì đều tạo ra những cái tiếng vang và hệ sinh thái của họ rất tốt này. Những cái sản phẩm gắn logo táo lên, người ta nhìn phát người ta biết luôn. Vì thế khi mà mang những cái mẫu laptop này hay là iPad ra ngoài quán cà phê sử dụng, chỉ cần nhìn thấy cái logo quả táo thôi là đồng nghĩa một điều rằng là ai cũng sẽ chú ý đến bạn. Hoặc là khi chúng ta mang ra cần chụp ảnh check-in sống ảo chẳng hạn, thì những cái sản phẩm như đồ của Apple thì chụp ảnh trông nó cũng sẽ hay ho hơn. Tiếp theo nữa, một lý do đó là về phần cái nhìn của từng người một. Bởi vì là đồ Apple nổi, thế nên đôi khi những cái bạn khác sử dụng những mẫu laptop của Windows thì có thể là anh em thậm chí còn chẳng nhìn thấy hoặc là nhìn lướt qua nhưng không để ý, nhưng đồ Apple nhìn thấy quả táo thôi là chúng ta đã gây chú ý rồi. Về cái đặc điểm của sản phẩm, những cái lý do thực tế thì ảnh hưởng đến cái trải nghiệm. Đầu tiên mình sẽ nói đến một khía cạnh, đó là sản phẩm của Apple nó giống như một món trang sức vậy. Tại sao mình lại nói sản phẩm này giống như một món trang sức? Thì anh em hãy nhìn vào cái mức giá của sản phẩm đi. Khi mà chúng ta nhìn mức giá của một sản phẩm nào đó thì chúng ta thấy được cái sản phẩm đấy là thuộc phân khúc cao cấp hay là thuộc phân khúc bình dân. Những cái sản phẩm của Apple thì thông thường rất ít những sản phẩm được đặt ở cái mức bình dân, mà đa số sẽ đều gọi là ở phân khúc cao cấp. Mình sẽ lấy ví dụ những cái mẫu iPhone đời mới ra mắt, có những mẫu iPhone mức giá $1,000 hoặc thậm chí là $1,500 về Việt Nam 30+ triệu đồng. MacBook cũng như vậy. Ngày xưa chúng ta có MacBook Air $999, thế nhưng bây giờ MacBook Air khi mà quy đổi tỷ giá ra cũng phải hơn $1,000. Vậy thì những cái sản phẩm như vậy nhìn vào chắc chắn sẽ là sản phẩm cao cấp rồi, thì dùng sẽ giúp cho người dùng cảm thấy nó thoải mái và nó thấy sung sướng hơn. Cái thứ hai đây là cái tính trải nghiệm của sản phẩm. Thì với một sản phẩm MacBook anh em sẽ làm được gì? Mang ra quán cà phê anh em lướt web, laptop Windows có làm được không? Cũng làm được luôn. Anh em đang cần check mail công việc hay làm các thứ, laptop Windows làm được. Là MacBook nó cũng thế. Vốn dĩ thì nó cũng chỉ là một mẫu laptop thôi. Thế nhưng chúng ta sẽ đi kèm thêm một cái khía cạnh, đó là cái trải nghiệm sử dụng và cái hệ sinh thái của Apple. Với cái hệ sinh thái của Apple anh em có thể nhìn thấy được là chúng ta có laptop thì có MacBook này, điện thoại thì chúng ta có iPhone, ở tablet thì chúng ta có máy tính bảng này, có cả bút Apple Pencil này, và tất cả đều kết nối với nhau rất là dễ dàng. Ví dụ bây giờ anh em đang ra quán cà phê hay ra bên ngoài và anh em đang cần nghe một cuộc điện thoại nào đấy, thì một là anh em đã có thể gọi là nghe trên điện thoại này, hai là trên MacBook anh em cũng có thể bấm nghe luôn, vừa làm việc và vừa nghe. Thì đấy là cái trải nghiệm của sản phẩm mang lại, khiến cho người dùng cảm thấy thoải mái khi mà sử dụng, khi mà chung hệ sinh thái. Tất nhiên thì đấy là những cái ưu điểm mà anh em nhìn thấy được. Vậy thì chúng ta hãy đề cập đến một cái khía cạnh mà những người dùng MacBook mà họ cảm thấy hoặc đôi khi là họ sẽ phủ nhận cái yếu tố đấy. Đầu tiên thì cái điểm yếu lớn nhất của sản phẩm đó là tiền đâu. Sản phẩm của Apple quá đắt, $1,000 cho một mẫu laptop. Ok, chúng ta có thể bỏ ra $1,000 mua được một mẫu sản phẩm về sử dụng này. Laptop Windows có gì, MacBook cũng có như vậy, cũng đầy đủ những cái chức năng giống hệt nhau. Tuy nhiên, chúng ta sẽ gặp phải một cái yếu tố cực kỳ lớn, đó là dung lượng của sản phẩm. Với phiên bản cơ bản thì chúng ta sẽ có sẵn là 8GB RAM 128 hoặc là 256GB SSD. Chỉ thế thôi và không thể nâng cấp được. Ngày xưa thì những cái mẫu MacBook thì có thể nâng cấp được, thế nhưng bây giờ thì không. Điều đấy thì sẽ đồng nghĩa với một điều rằng là chúng ta sẽ phải fit cứng sản phẩm luôn. Chúng ta sẽ không thể nào nâng cấp sản phẩm lên. Thậm chí là nếu anh em nào mà muốn bỏ tiền ra để nâng cấp thì cái chi phí anh em bỏ ra so với cái mức giá gốc của sản phẩm, chúng ta sẽ phải đội thêm bên 30-40%. Thay vì đấy thì những mẫu laptop Windows thì sẽ không phải mất những chi phí như vậy. Thứ nhất là những cái mẫu laptop Windows, chúng ta sẽ có những cái mức giá được đề xuất ra sẵn rồi này, ổ SSD mặc định đã lớn rồi, và cùng lắm anh em bỏ ra 1 triệu để nâng cấp SSD thôi. Còn đối với MacBook, số tiền chênh lớn như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể mua được những ổ SSD giống như thế này. Thì đây là một ổ SSD, cái loại này anh em sẽ ít thấy ở Việt Nam mà cũng ít nơi bán thôi. Thì đây là Samsung 990 Pro, anh em thông thường chỉ nghe đến 980, thì đây là 990 Pro. Thì đây là một ổ SSD
NVMe Gen 4 với sử dụng 4 khe PCIe 4.0 thì cái tốc độ đọc của sản phẩm này là rất cao, hơn 7.000 MB trên 1 giây. Và anh em nào mà kiểu mà quan tâm đến thông số ấy, cái tốc độ 4K của sản phẩm này, tốc độ đọc nhá, thì sẽ rơi vào khoảng chừng là hơn 70, khoảng 80 MB trên 1 giây. Còn tốc độ ghi là 228 MB trên 1 giây. Đọc 4K tức là đọc ghi nhiều file dữ liệu cùng lúc ấy, thì sản phẩm này sẽ đáp ứng khá tốt. Thì với MacBook ngày xưa thì chúng ta có thể cắm những cái sản phẩm như này, ổ cứng của chúng ta quá ít chẳng hạn, anh em tháo ra thay những ổ SSD vào, SSD khác cũng được, nói chung là phù hợp với MacBook thì cái chi phí đầu tư sẽ là rất thấp. Laptop chúng ta này dung lượng quá ít, thay những ổ SSD kiểu 1TB đến từ Samsung này vào thì gần như là không được, nhưng với laptop Windows câu chuyện đấy lại rất là dễ dàng. Thứ nhất bởi vì là ổ dung lượng lớn nó có sẵn này, có sẵn những khe chờ, anh em chỉ cần tháo laptop ra cắm vào và chúng ta đã có được một cái dung lượng của cái sản phẩm là rất lớn, nên cả terabyte nhỏ gọn nâng cấp, thậm chí là anh em nằm quen tay mất 5-10 phút thôi là đã có thể nâng cấp được những cái sản phẩm SSD chất lượng cao để dành cho cái sản phẩm laptop của chúng ta rồi, dùng nó cũng sẽ thoải mái hơn. Một cái khía cạnh nữa liên quan đến cái yếu tố phần mềm đi, thì khi mà sử dụng thì một số những cái phần mềm mà khi mà chúng ta dùng ấy nó cũng sẽ ít hơn khi so với Windows. Phần mềm nào thì cụ thể, ví dụ như phần mềm Adobe Valorant chẳng hạn đấy, một số những cái phần mềm khiến cho anh em vui vẻ và giải trí. MacBook thì nó không phù hợp để làm như vậy, mà những mẫu laptop Windows nó sẽ phù hợp hơn. Tất nhiên thì những cái sản phẩm như là MacBook ấy thì khi mà chúng ta cần sao chép file này, hay là làm một số những video ngắn, làm một số những cái hiệu ứng với Final Cut thì nó sẽ khá là tiện lợi. Cái này thì mình công nhận một điều rằng nó đúng chính xác là như vậy. Một yếu tố nữa là về phần độ bền của sản phẩm. Ai cũng bảo là Apple gia công hoàn thiện tốt, đúng, tốt lắm. Còn MacBook của mình rơi móp vào bên rồi, không sao cả. Trông hơi buồn cười một tí thôi, nhưng khi mà mình xét đến một khía cạnh khác là bàn phím của sản phẩm thì lại không tốt như vậy. Những cái mẫu MacBook Pro từ 2015 xuất về làm rất là tốt, bàn phím cắt kéo làm ok, nhưng từ đây trở về sau nó khá là khó chấm ấy. Bàn phím cánh bướm thì nhanh hỏng và đổi sang cắt kéo mới thì nó cũng hơi chán một chút. Những cái mẫu MacBook nó như vậy, ai cũng phải đồng ý với mình thôi, với thực tế sử dụng nó là như vậy. Đối với mình nhá, sẽ có hai kiểu người. Thứ nhất là những người một là sử dụng MacBook, hai là Windows luôn, nó rõ ràng. Và hai là những người laptop này mua MacBook về để cài Windows để sử dụng. Còn đối với cá nhân mình thì mình không có nhiều chi phí như vậy, nên mình sử dụng laptop Windows tiết kiệm chi phí. Thì đối với anh em là như nào? Anh em có thể thấy được những cái điểm mạnh và điểm yếu của sản phẩm là ra sao, anh em sẽ lựa chọn như nào, hay là mua cả hai sản phẩm luôn cho nó nhanh. Đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới bục bình luận của video. Và anh em đừng quên, ở đây mình đang có một ổ SSD Samsung 990 Pro. Sản phẩm này thì nếu mà anh em thích ấy, thì có thể đặt hàng sử dụng được cho cả laptop, đó là anh em sử dụng trên PC, nhưng mình thấy là PC sẽ tốt hơn. Còn với MacBook thì quên đi nhá, anh em nào muốn sử dụng thì đầu tư những phiên bản cao hơn, thậm chí là gấp đôi giá chỉ lấy dung lượng 1TB như thế này, trong khi OSD này lại cực kỳ rẻ, tất nhiên là so với cái chất lượng của nó rồi. Hẹn gặp lại anh em trong video sau.